cùng bạn cứu chúng tôi. Rất nhanh, rất nhanh. Rồi. Vâng, mấy câu là người, người thay đổi rõ ràng, quan trài kéo lưới. Đây là những lối xe này rất đặc trưng, quan trài kéo lưới. Liệu đô Nguyễn Ma Lực có kéo được mẻ lưới? Rất khó cho Lực. Phải nói là... Đúng rồi, lôi vào, bốc cửa chạy. Không biết kéo được gì đây, 10 triệu đồng. Chưa có một chân thôi. 2024 giữa hai đôi. Đô Thịnh đến từ sở vật Bắc Giang giữ giải 3, Phố Đỏ gặp đô Nguyễn Bá Lực Nghệ An. Xin vào theo, mời hai đô vào giữa đảng. Đô Nguyễn Bá Lực buổi sáng ngày hôm nay đã toàn thắng giải của các cụ. Túi xin treo trị giá 10 triệu đồng. Vâng, ban tổ chức chúng tôi lại vừa nhận được nhà tài trợ ủng hộ chúng tôi, đó là anh chị Lương Công Quân và Sinh Sơn ủng hộ ban tổ chức chúng tôi 1 triệu đồng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Cô Nguyễn Văn Linh sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An với lối xe đài treo thuyền ra khơi quăng chài kéo lưới, và đô Nguyễn Văn Lực là đô năm ngoái đã giành giải xe đài đẹp của Đình Làng Tứ Xuyên chúng tôi. Và năm nay ban tổ chức chúng tôi đang có một giải xe đài đẹp trị giá 4.600.000 đồng. Cũng nhờ quý vị khán giả cùng là ban giám khảo để chấm và chọn ra đô xe đài đẹp nhất của mùa lễ hội năm 2024. Hai đôi đang thi đấu dưới sự chứng kiến của đông đảo quý vị khán giả, nhân dân thôn Tứ Xuyên và quý khách thập phương về chảy hội Đình Làng Tứ Xuyên chúng tôi. Vâng, rất hay, rất nhanh. Liệu đô Nguyễn Bá Lực có bảo vệ được thành quả của mình hay không? Rồi, dừng lại. Vâng, hai đô đang thi đấu dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Đức, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên, cùng toàn thể đông đảo các nhà tài trợ, quý vị khán giả. Mặc dù bận trăm công nghìn việc ở ủy ban, nhưng ông Nguyễn Văn Đức đã dành thời gian vàng học của mình đến với hội làng Tứ Xuyên chúng tôi và chứng kiến những kèo vật hay, những miếng bánh đẹp. Buổi sáng ngày nay, ông Nguyễn Văn Đức đã tài trợ một giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Bộ phí hữu lộc công đồ vật công đồ đã giành được giải thưởng trị giá 2 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Đức, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên. Trên sân vật đang diễn ra kèo vật đầu tiên của giải 3 giữa hai danh đồ Nguyễn Văn Định sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Thế, trong tay nhắc hai đồ không đan các ngón tay vào nhau. Đô Thịnh Khối Đỏ sinh ra và lớn lên tại quê hương Yên Thế, quê hương của người anh hùng áo vải. Đô Nguyễn Bất Lộc, xin lỗi, đô Nguyễn Bá Lực sinh ra và lớn lên tại quê hương Lan Đàn, Nghệ An, quê hương của vị cha già dân tộc Nguyễn Tất Thành. Ôi, xin lỗi, bởi vì hai đô chúng ta nghe trống, khi trống đã dừng, chúng ta phải dừng ngay. Mời hai đô vào giữa đảng, trận đấu tiếp tục. Hôm nay giải nữ làng, nữ đô xinh đẹp, giỏi giang và có biệt tài vật rất giỏi, Nguyễn Thị Oanh nhị thắng giải nữ làng. Xin mời các nữ đô địa phương tiếp tục vào theo giải nữ làng. Vâng, như vậy là chúng tôi vâng, nữ đô Phương Thảo xin phá giải của nữ đô Thị Oanh. Xin mời Phương Thảo chuẩn bị trang phục cho. Vừa rồi thả tim rất đẹp. Xin mời Phương Thảo chuẩn bị trang phục cho. Vâng, chúng ta sẽ được tạo hóa tất cả hai đôi ạ.
triển khai tập chân rồi. Lưu ý, lưu ý. Rồi, 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 rồi. Vâng, khán giả chờ 60 phút. Cháu Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Đình Hải, Ngọc Quyên, Vĩnh Dũng, Vinh Dũng, 500.000 đồng ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính mời các ông quan viên tế và dân bình để chuẩn bị làm lễ tế. Xin trân trọng kính mời các ông. Trên sứ vật bình làng tế dân đang diễn ra các vật đầu tiên của giải ba trong khuôn khổ giải vật dân tộc chào xuân Giáp Thìn năm 2024 bình làng tế dân giữa hai đô đô Bích đến từ quê hương Yên Thế Bắc Giang, đô Nguyễn Bá Lực đến từ quê hương Nam Đàn Nghệ An, quê hương của vị cha già dân tộc Hồ Chủ tịch. Vâng, hai đô thi đấu rất hay, thôi trên cả tuyệt vời, mời hai đô vào giữa đảo. Quảng Kinh. Cái mặt là chỉ có tiến thôi, nhưng hai đôi mặt là cũng đến cả lùi, tay cả số lùi để thi đấu. Thôi dừng lại, sửa lại trang phục cho hai đôi. Đúng là thi đấu vật dân tộc nó hay ở cái chỗ đó, có tấn có lùi. Chưa biết là đánh kiểu vâng, gì. Vâng, vừa rồi hai đôi tay số lùi để thi đấu. Trường bộ môn vật của trường vật. Mời đúng đôi Phương Thảo đã hội ý với đội viên trưởng của mình rồi. Xin mời đúng đôi Phương Thảo chuẩn bị đeo đai cho. Nữ đô Thị Oanh sau trận thi đấu này, sau trận thi đấu này nữ làng xin mời Thu Phương chuẩn bị. Gọi cho hai chị em nó vật với nhau cho nó vui, vật làm được cái con này chả là vật được đó, còn tôi bốn đứa con gái còn cũng là vật đấy đó. Thế kìa. Sự vật tuần tế xuyên đang diễn ra cơ vật đầu tiên của giải 3 giải vật truyền thống chào xuân Giáp Thìn năm 2024. Làm dưới đây điều đô Nguyễn Bá Lực có thắng được không? Đô Nguyễn Bá Lực buổi sáng ngày nay đã toàn thắng giải của các cụ bình làng tế xuyên treo trị giá 8 triệu đồng và một nhà tài trợ. Chị thắng liền tài trợ thêm vào cho giải các cụ, như vậy đội Nguyễn Bá Lực buổi sáng hôm nay đã toàn thắng giải trị giá 10 triệu đồng. Chưa có một chân thôi, mới có một chân. Chưa có một cái gì. Trọng tài thanh, hai trọng tài thảm vào đúng vị trí của hai trọng tài quan sát vừa rồi trong tài trống. Ở bên này nhìn sau lưng. Ba, quay ba lại đi. Chưa có gì. Vẫn một chân. Vâng, hai đô tiếp tục vừa rồi. Tổ trọng tài chúng tôi hội ý là chưa đưa hai đô tiếp tục bắt tay. Trận đấu tiếp tục. Vâng, mời tổ chức xin mời tổ y tá và tổ thư ký vào bàn y tá làm nhiệm vụ. Xin mời ai không có nhiệm vụ ở đó chúng ta chuyển ý cho người khác. Để em ghi hò đồng chuẩn cơ mắc. Mời chị Tuyết Hải và bạn thư ký. Đâu rồi? Em ơi, ngồi luôn lên bên này một phút nữa. Vâng, đấy là người thay đổi rõ ràng. Vâng.
có khoảng cách và cự ly về với Bình Đàn Tứ Xuyên chúng tôi và về với sứ mệnh, về với nhân dân, về với ban tổ chức. Bình Đàn Tứ Xuyên chúng tôi phải như vậy, thắng thua phải vui vẻ, được thua phải rõ ràng. Như vậy đồ Quảng Trị Bình Minh có một bó hoa trị giá 200.000 đồng độc quyền cho đôi đua. Quảng Trị, anh Quảng Trị cho đôi thắng ngay thử với đôi thắng đôi hoa 200.000 đồng. Và ông Nguyễn Duy là chủ nhiệm như là bộ vật Tứ Xuyên lên trao phần thưởng của các nhà tài trợ cho hai đôi và có lời cảm ơn đến hai đôi. Xin cảm ơn tinh thần thi đấu của đôi thi. Và chúng ta đang đặt chào bắt tay cho hai đôi ạ. Vâng, những bông hoa tươi thắm đã tặng rất kịp thời cho hai đôi. Trên trọng giới thiệu trận thi đấu thứ hai của giải ba giữa hai đôi Nguyễn Bá Mực đến từ quê hương Nghệ An Khố Đỏ nhất thắng đều Ngô Đức Mạnh Vĩnh Phúc Vũ Xanh trên mặt theo. Hai đôi nghe hư lệnh cho tay trống là tiếp tục xe này. Nhân dân Tứ Xuyên chúng tôi rất yêu thích các đồ vật và đặc biệt là các đồ vật ở vùng quê hương Nghệ An. Cứ thấy các đồ vật Nghệ An thế là khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Đồ Nguyễn Bá Lực sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An với lối xe đài treo thuyền ra khơi quăng chài kéo lưới. Đây là những lối xe đài rất đặc trưng, quăng chài kéo lưới. Liệu đồ Nguyễn Bá Lực có kéo được mẻ lưới đúng rồi anh ơi, vâng, Vĩnh Phúc hay không? Thế thì chắc vâng, giải xe đài đẹp đang tạm thời là 4.600.000 đồng chắc do các nhà tài trợ phá thôi. Hai đôi chuẩn bị, khán giả chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Chắc lực sẽ lên phá giải nhất. Vâng, có các đôi nổi tiếng về hội thì nỗi vui anh ạ. Hôm nay các chàng trai đến từ Nghệ An, các chiến binh đến từ câu lạc bộ vật quân đội đã làm mất lòng khán giả nhân dân Tứ Xuyên chúng tôi. Xem vật rất mãn nhãn, xem vật thơm chưa mà không chán. Bây giờ bộ phận ánh sáng chuẩn bị ánh sáng cho ban tổ chức chúng tôi để bảo đảm ánh sáng cho các đôi vật được thi đấu với chất lượng chuyên môn cao nhất. Đúng rồi, hay đấy. Các cái đô mà có trình độ vật công nhận là đánh miếng nào ra bên đấy đẹp mắt luôn anh ạ. Tôi tham tôi bộ này lại sẽ lại bao nhiêu? Lại năm củ rồi đúng không? Hơn 300 cây số từ quê hương Nam Đàn Nghệ An ra với huyện Gia Lâm về với xã Bình Xuyên và tới số vật thôn Tứ Xuyên. Danh đô Nguyễn Bá Lực buổi sáng ngày nay đã toàn thắng giải của các cô treo trị giá 8.000.000 đồng và một nhà tài trợ treo 2.000.000 đồng, tổng giải thưởng là 10.000.000 đồng. Và đô Nguyễn Bá Lực tiếp tục xin phá giải ba. Ban tổ chức của đô đồng ý cho đô Nguyễn Bá Lực phá giải ba. Bá Lực nay đánh cũng không được mạnh lắm anh ạ. Từ sáng đến giờ đánh cũng không thể hiện sức mạnh như các cái giới khác. Vâng, vừa rồi ban tổ chức tôi tiếp tục nhận được một bó hoa tươi thắm trị giá 400.000 đồng của lão đô hoa. Chiều nay cũng nhận được rất nhiều những tình cảm, những bó hoa tươi thắm của nhân dân của ban tổ chức tiếp tục tài trợ 400.000 đồng vào cho giải xe đài đẹp. Như vậy giải xe đài đẹp Bình Đàn Tứ Xuyên chúng tôi đang tạm thời là 5.000.000 đồng. Còn chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Xuyên Nguyễn Văn Đức sẽ là trưởng ban giám khảo chấm cho cái giải xe đạp là giải xe đài đẹp này. Và khán giả nhân dân Tứ Xuyên cũng cùng ban tổ chức chúng tôi để làm sao chọn ra danh đô xe đài đúng nhất, đẹp nhất của hai ngày vật trong khuôn khổ hội làng truyền thống thôn Tứ Xuyên chúng tôi. Vâng, trên số vật đang diễn ra trận thi đấu thứ hai của giải ba giữa hai đô. Đô Nguyễn Bá Lực, chàng trai Nguyễn Bá Lực sinh ra và lớn lên tại quê hương
Lam Đàn, quê hương của vị cha già dân tộc Nguyễn Tất Thành, ra với huyện Gia Lâm và về với xã Bình Xuyên vào số vật thôn Tế Xuyên, xin phá giải ba. Thôi ra ngoài. Công nhận cái kèo này cũng rất là khó cho Lực thật. Vâng, vào mùa mưa năm 1986 tại quê hương Nam Đàn, Nghệ An sinh ra một chàng trai, đó là chàng trai Nguyễn Tất Lộc. Để ngày hôm nay anh có mặt tại quê hương xa Bình Xuyên và về với số phận thôn Tế Xuyên để phục vụ rất nhiều những kèo vận hay, những miếng đánh đẹp từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay. Vâng, và rồi chúng tôi nhận tiếp một nhà tài trợ nữa là Tô Hồng Nam làm quốc hộ ủng hộ ban tổ chức chúng tôi là 1 triệu đồng. Vâng, thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn gia đình ông bà Hồng Nam, kính chúc gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Sau giải này, một hai đôi của giải 1988 treo trị giá 1 triệu đồng. Và đôi Văn Linh đôi thứ 1 đã nhất thắng, đôi Nguyễn Duy Hùng đôi thứ 2 theo hai đôi vào số. Khó cho Lực. Phải nói là đúng rồi, lôi vào bốc cửa chạy. Bộ tay đưa lên, lóc sân khấu lên, cháy ngọc lên. Không phải cháy sân khấu, phải cháy bỏng luôn, cháy từ trong tim, cháy từ cả bàn đôi bàn tay, đúng không ạ? Còn chưa một số vật nào mà bật thông chưa mà khán giả không muốn về như số vật Tế Xuyên. Ban tổ chức ăn cơm hộp tại bàn rồi, ra ngoài rồi. Từ vật dân tộc Bùi Nguyễn Tất Lộc, ông Nguyễn Ba Lực chuyển sang chạy 100m rồi. Đây để cho Bùi Nguyễn Tất Lộc có thời gian, Nguyễn Ba Lực có thời gian nghỉ ngơi. Bùi Nguyễn Ba Lực đã thi đấu từ sáng đến bây giờ 13 hiệp rồi, thắng rất nhiều các đối thủ. Hai đội chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vật dân gian hay còn gọi là vật dân tộc ra đời từ thời Hai Bà Trưng. Sau mỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân thường tổ chức hội dung vật dân tộc. Tổ chức của tôi nhận được tình cảm của anh chị Phát Linh ủng hộ vào cho tổ trọng tài điều khiển giải vật truyền thống Đình Nàng Tế Xuyên. Một bó hoa tươi thắm trị giá 1 triệu đồng. Xin cảm ơn tổ trọng tài. Xin kính chúc anh chị cùng toàn thể đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Ban tổ chức chúng tôi, tổ trọng tài chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Các bác thông cảm nhá, giờ nhiều người dùng 3G quá nên là sóng nó hơi yếu. Các bác cố gắng thì một tí nó lại căng nét căng mà các bác. Vâng, chúng ta đây chúng ta có cái thật lớn cho hai điều. Vâng, rất ngàn rất ngàn cả. Rất tuyệt vời. Hoa có một kèo vật cái là hai cháu dâu tôi không biết là. À đấy ạ. Một đứa áo đen kìa. À. À đấy, cái đứa mà sinh. Vâng, chỉ sơ sẩn một chút thôi là có thể tuyệt vời. Vì vậy các đi vừa tiến công vừa phải phòng thủ. Nếu chỉ vì tiến công không có phòng thủ thì cũng sẽ thua. Giải này không những hay mà lại còn quá độc đáo anh chị ạ. Vâng, trên sới vật Đình Nàng Tế Xuyên đang diễn ra kèo vật thứ hai của giải 3 giữa hai danh đô
Nguyễn Bá Lực, người con yêu tú đến từ quê hương Nam Đàn, Nghệ An. Liệu quen đưa Nguyễn Bá Lực có bảo vệ được thành quả của mình hay không? Theo vật này, theo giới chuyên môn, chúng tôi đánh giá hai đội sẽ thi đấu ít nhất từ 8 đến 10 hiệp mới phân thua thắng bại. Đây mới sang hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội đang thăm dò và cũng có những biến đánh rất quyết liệt. Vâng, như vậy chàng trai Nguyễn Bá Lực nhị thắng giải ba.